ở phần tiếp theo của chương trình, bầu cử Tổng thống Mỹ thêm một tiểu bang loại ông Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ. Các nước phương Tây quan ngại về chương trình phát triển hạt nhân của Iran. Tổng thư ký tiểu bang Maine, đồng thời là quan chức bầu cử hàng đầu của bang này, ngày 28 tháng 12 đã quyết định xóa tên cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ theo tu chính án thứ 14. Quyết định do Tổng thư ký tiểu bang bà Sena Bilow đưa ra sau khi chủ trì một phiên điều trần hồi đầu tháng liên quan tới việc liệu ông Donald Trump có đủ tư cách để đảm nhận một vị trí dân bầu hay không. Quyết định này dựa trên một điều khoản của tu chính án thứ 14 cấm các cá nhân giữ vị trí trong chính quyền nếu họ từng tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn sau khi đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ hiến pháp Mỹ. Như vậy, sau Colorado, Maine là tiểu bang thứ hai ở Mỹ quyết định loại ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ. Ông Trump và đội ngũ của mình vẫn sẽ có quyền kháng cáo. Ngoài hai tiểu bang này, ông Trump cũng bị kiện với cáo buộc tương tự ở một số bang khác, bao gồm Arizona, Michigan và Minnesota. Mỹ cùng Anh, Pháp và Đức hôm qua đã bày tỏ quan ngại trước việc Iran đang tăng lượng urani làm giàu ở mức 60% sau vài tháng trứng lại, căn cứ vào báo cáo do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA công bố mới đây. Trong tuyên bố chung, Mỹ cùng các quốc gia phương Tây cho rằng việc Iran tăng mức độ làm giàu urani lên 60% là bước leo thang mới nghiêm trọng hơn trong chương trình phát triển hạt nhân của Iran và không thể biện minh là vì mục đích dân sự. Cấp độ làm giàu 60% thấp hơn mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, song lại cao hơn nhiều so với mức giới hạn 3,67% mà Iran cam kết trong thỏa thuận đã ký với nhóm P5+1 gồm 5 nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng với Đức vào năm 2015. Ngày 27 tháng 12, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử của Iran, ông Mohammed Eslami khẳng định Iran không làm gì mới và chỉ đang triển khai các hoạt động theo quy định. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua kêu gọi đoàn kết toàn cầu để biến 2024 trở thành năm của xây dựng lại niềm tin và hy vọng. Tổng thư ký Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nêu cao tinh thần đoàn kết để biến năm 2024 trở thành năm của tái xây dựng niềm tin và hy vọng sau khi thế giới đã trải qua năm 2023 đau thương, bạo lực và bất ổn. Nhân loại mạnh mẽ nhất khi chúng ta sát cánh bên nhau. 2024 phải là năm để xây dựng lại niềm tin và khôi phục hy vọng. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho rằng năm 2023 đi qua trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn, khiến hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Các cuộc chiến tranh đang gia tăng về số lượng và sự khốc liệt. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, đối mặt với nạn đói và bệnh tật, trong khi hành tinh đang lâm nguy, nhiệt độ trái đất tăng kỷ lục và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta phải cùng nhau vượt qua tình trạng chia rẽ để tìm ra các giải pháp chung vì hành động khí hậu, vì cơ hội kinh tế và một hệ thống tài chính toàn cầu công bằng hơn cho tất cả mọi người. Đề cập đến sự phân biệt đối xử và sự đối đầu giữa các quốc gia và các cộng đồng, ông Guterres đã nêu bật tầm quan trọng của việc đảm bảo các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo đóng vai trò then chốt. Dữ liệu của các hãng lữ hành Trung Quốc cho thấy du lịch nước ngoài đang chứng kiến sự gia tăng bùng nổ khi người dân Trung Quốc chuẩn bị đón kỳ nghỉ năm mới 2024 và Tết Nguyên đán đầu tiên sau đại dịch. Truyền thông Trung Quốc dẫn dữ liệu trên trip.com, trang web của công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc Ctrip cho biết, tính đến ngày 15 tháng 12, lượng đặt chỗ du lịch nước ngoài nhân dịp nghỉ lễ năm mới đã tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Flicky, một công ty trực tuyến lớn khác cũng tiết lộ lượng đặt các tour du lịch nước ngoài đã tăng khoảng 10 lần so với năm ngoái. Còn theo trang web du lịch trực tuyến tunew.com, trong dịp năm mới và Tết Nguyên đán 2024, lượng đặt mua sản phẩm du lịch nước ngoài đến Đông Nam Á, New Zealand, Bắc Âu đang bùng nổ. Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia Trung Quốc dự báo các cửa khẩu trên cả nước này sẽ đạt đỉnh về lượng người xuất nhập cảnh trong dịp năm mới 2024 với lưu lượng trung bình khoảng 1,56 triệu lượt mỗi ngày, tăng hơn 5 lần so với năm 2023 và bằng 90% cùng kỳ năm 2019. Những người hâm mộ pháo hoa tại Đức hôm qua đã được thưởng thức một màn lễ pháo hoa rực rỡ đón giao thừa sớm ở thành phố Grevenbroich, trong bối cảnh vấn đề pháo hoa đang là tâm điểm tranh cãi ở Đức hiện nay. Trong khi một bộ phận người dân Đức ủng hộ bắn pháo hoa thì cũng có không ít người phản đối hành động này. Cảnh sát Đức, các nhà hoạt động môi trường và cơ quan y tế Đức là nhóm xã hội trước đó đã nhiều lần kêu gọi cấm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa vì cho rằng pháo hoa được sử dụng không đảm bảo an toàn và gây ô nhiễm không khí.
Chúng tôi nhận thấy rằng trong vài năm qua, hàng nghìn người tập trung tại Marienplatz vào đêm giao thừa. Pháo hoa cũng được sử dụng một cách không phù hợp và bất cẩn trong đám đông, khiến những người đứng xung quanh có rất ít không gian, gặp nguy hiểm. Trong một số trường hợp, pháo hoa thậm chí còn được bắn về phía các nhóm người hoặc dịch vụ khẩn cấp. Đối với tôi, đó là một truyền thống, đó là một phần của thời khắc chuyển giao năm mới. Nó là thứ mang tính biểu trưng giống như cây thông Noel vào lễ Giáng sinh và những quả trứng phục sinh vào lễ phục sinh. Giống như ở nhiều quốc gia, truyền thống bắn pháo hoa là một phần trọng tâm trong lễ đón giao thừa ở Đức. Tuy nhiên, tại một số thành phố đã cấm bắn pháo hoa, đồng thời thiết lập các khu vực cấm bắn pháo hoa, đặc biệt là xung quanh các đường phố đông dân. Giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ Xiaomi hôm qua đã giới thiệu mẫu xe điện đầu tiên của hãng có tên là SU7, đồng thời tuyên bố Xiaomi đặt mục tiêu trở thành một trong 5 nhà sản xuất ô tô điện hàng đầu thế giới. Xiaomi trình làng mẫu xe điện mới tại sự kiện ra mắt công nghệ xe điện của hãng, được phát trực tiếp trên các kênh truyền thông xã hội Facebook, YouTube và X. Giám đốc điều hành của tập đoàn công nghệ Xiaomi, ông Lôi Quân cho biết, SU7 là viết tắt của cụm từ Speed Ultra, tạm dịch là siêu tốc độ, bởi